trăm. Thì những bạn nào hỏi hàng là X3 có giá 250, 300 không thì không có bao giờ nha. Nên là mình cứ nói đúng giá là 550 thôi. Mua 2 hộp thì sẽ được giảm 50.000 thay vì là 1.101.000 thì còn 1.050.000. Và cách phân biệt hàng chất lượng hay không ở đây nè. Đầu tiên thì mình sẽ thấy là ở phía sau sẽ có ba cái dãy số như thế này. Thì tên là đây là cái mã hàng. Thì sẽ những cái bạn mà bán hàng không chất lượng đó, tức là họ sẽ trộn hàng nhái hàng giả vào thì họ sẽ xóa đi, tức là họ sẽ bôi xóa hoặc là gạch hoặc là gì đó, chung là làm mất đi cái phần mã hàng này. Nói chung là một cái dấu nào đó mà làm cho chúng ta không thấy rõ, hoặc là một cái dấu trầy nào đó trên cái vỏ hộp. Đây là cái phần này là nó sẽ bị mất đi nha. Là cái thứ hai, là cái đầu tiên. Cái thứ hai là những cái chỗ này nó sẽ bị rạch. Ở đây tại do hàng mua và hàng đã tháo ra rồi nên nó không có nó nên nó bị rạch vậy. Còn khi các bạn mua thì cái này nó sẽ là khít luôn. Nó khít luôn chứ nó không có bị bung ra như thế này. Đó. Và cái thứ ba là cái phần sau đuôi đây cũng không có bị tẩy xóa một cái gì hết. Đó là ba dấu hiệu nha. Đầu tiên là cái mã hàng để phân biệt, ví dụ như có vấn đề gì đó, các bạn có kiện cáo về sản phẩm X3 thì công ty sẽ biết là cái lô hàng đó công ty phân phối cho bạn nào, cho ở đâu thì sẽ làm việc với bạn đó. Nếu như mà cái hàng đó thật sự là không chất lượng thì biết là chính cái người bạn bán hàng đó là tráo hàng. Còn ở đây thì nếu như là còn nguyên cái mã này, còn nếu như mất cái mã này thì công ty sẽ không biết là cái đó giao cho ai, là người bán hàng thật hay hàng giả. Thì các bạn sẽ phải kiểm tra cái phần này là không có bị tẩy xóa nè. Tem vẫn còn dán khít, không có bị bung ra như thế này ha. Và phía sau cái bịch này cũng như vậy luôn.